Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chương trình cùng bạn đọc sách xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn Trân quý bản thân và thích nghi với tình trạng khiếm thị của tác giả Dean W. Tutor và Naomi R. Tutor do Mái ấm Thiên Ân dịch. Chương 8 mang tên Những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình thích nghi. Hầu hết mọi người khi lần đầu tiên phản ứng với việc mất thị lực, lần đầu tiên nhận thức được sự khác biệt hay việc đối phó với tổn thương xã hội của tật khiếm thị, đều liên tục trải nghiệm ở một mức độ nào đó, một số hay thậm chí tất cả các giai đoạn của quá trình thích nghi vốn dĩ năng động và liên tục đã được trình bày ở chương 6 và chương 7. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa những người khiếm thị về cường độ và thời lượng của những phản ứng trong nhận thức, hành vi và tình cảm ở mỗi giai đoạn. Chương này giúp nhận biết một số nhân tố ảnh hưởng tới quá trình thích nghi và sự đa dạng trong những phản ứng của con người trước những khủng hoảng hay những tổn thương của tật khiếm thị. Một số nhân tố như tuổi tác và trí khôn là những đặc điểm mà cá nhân đó đem đến cho sự tổn thương. Những yếu tố khác như mạng lưới hỗ trợ và những nguồn giúp đỡ được môi trường tự nhiên và xã hội của đương sự xác định. Moss và Tsu 1977. Nhân tố nội tại trong mỗi cá nhân. Đặc điểm của tính cách. Tính cách gồm những mặt mạnh của cá nhân và sự tự thức vốn đã được định hình trước khi bị tổn thương là một trong những yếu tố dự báo quan trọng nhất cho kết quả của quá trình thích nghi. Nguyên tắc này cũng đúng, cho dù là tổn thương do mới bị khiếm thị hay do mới phải đối diện với những tổn thương xã hội của tật khiếm thị. Trong cả hai trường hợp, tính cách và sức mạnh bản thân mà cá nhân đưa vào hoàn cảnh sẽ quyết định phần lớn bản chất của kết quả. Những đặc điểm của tính cách mà cô Little đã có rất sớm trước khi xảy ra sự việc được minh họa trong đoạn trích dưới đây. Lúc đó, thay vì chịu thua trận bóng rổ của trường do đội của mình thiếu người, Little đã tình nguyện đăng ký chơi thay cho cầu thủ bị thiếu trong đội bóng. Đột nhiên, tôi thấy mình đang đứng giữa cảnh hỗn loạn. Tôi đang lăng xăng giữa một trận đấu bóng rổ, nhưng lại không thể theo dõi những gì đang xảy ra. Không ai có thể hình dung được tâm trạng của tôi lúc ấy khủng khiếp như thế nào. Tiếng ồn ào nghe đến điếc tai, tôi cảm thấy rõ ràng là một ai đó sẽ xô ngã tôi bất cứ lúc nào. Gần cuối trận đấu, quả bóng đến sát chỗ tôi, đủ gần để tôi nhìn thấy và chộp lấy nó từ trên không. Jean, Sally tỉnh táo la lên, ném nó lại đây. Tôi không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng có thể nghe tiếng la của cô ấy. Tôi ném bóng về phía tiếng gọi. Shell chộp lấy nó và ném vào rổ. Tiếng còi vang lên. Trận đấu kết thúc. Chúng tôi đã thắng. Little năm 1987, trang 209-210. Sau khi khảo sát 114 người mới bị khiếm thị và những người liên quan với mỗi chủ đề, Greenow và các tác giả khác năm 1978 khám phá ra rằng những người ít bị suy sụp là những người trước khi bị mất thị lực từng được coi là những người quả quyết, độc lập, ngang bướng, mạo hiểm, phóng khoáng, chịu thử nghiệm, suy nghĩ độc lập, năng nổ và dũng cảm về mặt xã hội. Trong khi những người bị suy sụp nghiêm trọng hơn, từng bị coi là tầm thường, hiền lành, dễ bảo, phục tùng, nhút nhát, thận trọng và dè dặt. Cũng gần giống như thế, những người khiếm thị bẩm sinh đã chịu những tổn thương cá nhân và xã hội thường biểu lộ cách tương tự trong những phản ứng của họ. Trong một lĩnh vực tương tự, một nghiên cứu về những đặc điểm tính cách trong số những trẻ bị khuyết tật thể lý đã liên kết phẩm chất của sự thích nghi với tính hung hăng, sự tập trung, sự tự chủ, sự thân thiện, sự ổn định tình cảm, sự hợp tác, sự khoan dung, sự sẵn lòng, sự nỗ lực, sự nhạy cảm và sự lo âu. Milson và Newman 1958 trang 278. Việc duy trì ước muốn cơ bản và bản năng độc lập, đồng thời bộc lộ sự sẵn sàng thừa nhận những nhu cầu phụ thuộc thực tế được liên kết với một quá trình thích nghi hiệu quả hơn. Tương tự, luận điểm của Van der Kolk năm 1981 về những yếu tố quyết định tính cách của sự thích nghi
ở người mới bị khiếm thị có thể áp dụng giống như người ở khiếm thị bẩm sinh. Một người có tính lệ thuộc đôi chút sẽ có khả năng trở thành lệ thuộc hơn. Một người rất độc lập lúc đầu có thể cảm thấy bị sốc mạnh hơn và có khi còn suy sụp, nhưng rồi sẽ khẳng định sự độc lập của mình tới mức tối đa. Những người phản ứng dữ dội trước những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày thường phải chịu đựng nhiều hơn về mặt cảm xúc khi họ bị mất thị lực. Người có tính hướng nội về mặt xã hội có thể trở thành người xa lánh xã hội. Trang 142. Tính hài hước của một người là một yếu tố quyết định quan trọng về phẩm chất của quá trình thích nghi. Sự hài hước giúp phá vỡ những căng thẳng khó chịu mà thỉnh thoảng người sáng mắt cảm thấy. Khả năng tự cười nhạo mình, chế giễu những điều ngớ ngẩn và phi lý của cuộc sống vừa là tín hiệu, vừa là động lực thúc đẩy sự thích nghi tốt. Sau khi cô ấy quệt sơn đỏ lên mắt và bôi mực kẻ lông mày lên môi, vậy chúng ta làm thế nào để giữ được sự chân quý bản thân nguyên vẹn khi nó bị những điều ngớ ngẩn đe dọa, làm cho chúng ta cảm thấy mình thấp kém hoặc đần độn? Tất cả chúng ta cần có kế hoạch, vì ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc làm hỏng một việc gì đó trong đời mình. Có những sai lầm lớn, có những sai lầm nhỏ, nhưng dù sai lầm lớn hay nhỏ, vui cười là cách phản ứng khôn ngoan nhất. Cả trẻ em lẫn người lớn đều có khả năng bộc lộ óc hài hước. Brooke được nhờ đưa một đứa bé 10 tuổi tinh nghịch nhưng dễ thương tên là Blake đến bệnh viện để gắn cặp mắt giả mới. Cuộc hẹn bị trễ khá lâu khi Blake và tôi đợi trong căn phòng chứa đầy khoảng 40 người. Có nhiều người đã lớn tuổi, thằng bé bắt đầu quậy. Nó hỏi tôi những người khác giết thời giờ bằng cách nào. Tôi bảo nó rằng họ đọc báo. Blake sờ thấy một tờ tạp chí gần ghế ngồi của nó. Một lúc sau, tôi cảm thấy cả phòng im phăng phắc. Liếc nhìn qua phía bên tờ báo đang đọc, tôi thấy mọi con mắt đang đổ dồn vào Blake. Nó đã gỡ một con mắt giả của nó ra, rồi cẩn thận dùng ngón cái và ngón út kẹp lấy con mắt và dí sát nó lên một trang báo. Blake, tôi la lên, gắn con mắt lại ngay. Trước khi nhét con mắt trở lại khoang mắt, Blake nhăn nhó tìm quanh phòng và nói, tệ quá, mình có thể nhìn rõ hơn bằng cách ấy mà. Nó có vẻ thất vọng thực sự vì không ai cười, nhưng Blake và tôi đều cười rôm rả suốt quãng đường về nhà. Brooke và Green, năm 1994, trang 79. Tôi không thể nhịn cười vì sai lầm mình đã phạm khi gặp phải, theo nghĩa bóng dĩ nhiên, một người quen tình cờ. Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là tại một cuộc vui trong một quán rượu ở địa phương. Tôi còn nhớ vào dịp ấy, anh chàng đẹp trai có tướng mạo cao to như trụ cột của cộng đồng. Anh ta đã đi đứng rất loạng choạng, nhưng không gặp khó khăn gì khi cúi xuống hôn con chó dẫn đường của tôi và khéo léo vỗ về nó. Vì vậy, một cách tự nhiên khi gặp anh lần này, tôi thoải mái nói lớn tiếng rằng tôi rất vui khi thấy tướng mạo anh hôm nay coi ngon lành hơn hôm trước. Nhưng tôi vô ý không biết rằng lần này anh không đi một mình, và tôi nghe thấy anh nghiến răng lào bào câu gì đó như có ý nói rằng anh muốn giới thiệu vợ anh với tôi. Vì thế, tất cả những lời nói khôi hài sẽ phá vỡ rào cản xung quanh những người khuyết tật. Chúng ta trước tiên chỉ cần vượt qua bầu không khí im lặng đáng sợ sau khi phạm sai lầm để dẫn đến tiếng cười. Thường là chúng ta phải chịu thiệt, nhưng tiếng cười của mọi người thì vui hơn khi người ta cười với chúng ta thay vì cười vào mặt chúng ta. Wagner, 1986, trang 106-107. Tuy nhiên, không phải tất cả những cách biểu hiện tính khôi hài đều là những tín hiệu của việc thích nghi lành mạnh. Những cách khôi hài làm giảm giá trị bản thân có thể là dấu hiệu của sự trân quý bản thân kém. Một phản ứng yếu, khiếm nhã đối với những căng thẳng hay tổn thương của tật khiếm thị có thể là sự tránh né hoặc là cơ chế phủ nhận, hướng sự chú ý ra khỏi một vấn đề nhạy cảm. Tính hài hước được biểu lộ bằng cách giễu cợt hoặc châm chọc thường che giấu sự thù địch hay giận dữ. Ví dụ, một người khi giễu cợt
bị trời đánh nên họ bị mù. Vậy đáng đời lắm, rất có thể đang mang trong lòng nỗi oán giận khủng khiếp. Những kinh nghiệm ứng phó trước kia, cùng với những đặc điểm của tính cách cơ bản, những trải nghiệm về tổn thương hay khủng hoảng trước kia giúp thiết lập cách ứng phó và kiểu giải quyết vấn đề của đương sự. Emerson năm 1981 cho rằng cách mà đương sự đã học để ứng phó với những vấn đề nghiêm trọng và những tình trạng khẩn cấp của cuộc đời trước khi bị khiếm thị sẽ quyết định phần lớn khả năng phục hồi bản thân tùy theo mức độ quan tâm tới tình trạng khiếm thị và với điều kiện những chướng ngại bên ngoài không quá lớn. Người trẻ bị khiếm thị bẩm sinh mà gặp phải những tổn thương cá nhân hay xã hội ở trường học hay ở tuổi trưởng thành thì đã tạo lập được những hành vi thích nghi từ những trải nghiệm ứng phó trước đó. Bill, 55 tuổi, hơn nửa đời người và là lúc nhiều người đã buông xuôi, nhưng Bill thì không. Đối với ông, sự mất thị lực của mình là một thách thức mới, một khởi đầu mới. Những thái độ trước khi bị khiếm thị. Những thái độ trước khi bị khiếm thị có ảnh hưởng tới quá trình thích nghi của đương sự. Những quan điểm trước khi tổn thương của người khiếm thị bẩm sinh thì nhạy cảm và gần gũi với đương sự vì chúng liên quan đến những thuộc tính cá nhân của họ. Đối với những người mới bị khiếm thị, những thái độ này thì khách quan và trừu tượng hơn vì chúng thường được phát triển lâu trước khi bị khiếm thị. Những thái độ trước khi tổn thương thường có tính tiêu cực, bất xứng và làm giảm giá trị. Xem chương 2. Những thái độ này đối với tật khiếm thị thường được học một cách vô thức và ngẫu nhiên từ những người có liên quan khác trong môi trường xã hội. Những trích đoạn sau đây minh họa tính đa dạng của những nguồn đưa đến những thái độ này. Như cậu bé Bryce đã bị tiêm nhiễm thái độ đối với tật khiếm thị do nghe cha mình nói về người ông nội khiếm thị của mình. Tại sao trước kia tôi sợ bị khiếm thị? Có phải vì tôi đã nghe cha tôi nói về việc dẫn dắt người cha khiếm thị của ông và vì tôi đã bị gọi là thằng mù ở trường North Stars? Sau buổi tối quan trọng này với Lily, tôi cảm thấy thực sự chẳng đáng buồn khi bị khiếm thị như tôi sợ lâu nay. Cái quan trọng không phải là chuyện chúng ta có thể nhìn thấy bao nhiêu, mà là cách chúng ta đón nhận khuyết tật của mình. Bryce, 1980, trang 86. Một số thái độ dập khuôn tiêu cực về người khiếm thị được Mitchell chấp nhận một cách vô thức và có lẽ là theo trực giác. Tôi nhận ra nỗi căm phẫn khá sớm. Đó không phải là điều tự nhiên sao? Tại sao không do lỗi riêng của mình mà tôi bị buộc phải đấu tranh với những khó khăn như thế? Nhưng tôi mất nhiều thời gian hơn để tìm ra và nhìn nhận cái cảm xúc kia, vì hóa ra nó không đáng tán dương một cách đặc biệt. Đó là cái cảm xúc thực sự hết sức miễn cưỡng khi thấy mình ngang hàng với những người mà trước kia tôi đã luôn luôn coi họ chủ yếu là những đối tượng đáng thương, và vì thế họ ở mức sống thấp hơn tôi. Tôi đã giận dữ khi nghĩ rằng bây giờ tôi là một trong những người bất lực, không thể mong sống ngang hàng với những người khác, đã bị đẩy vào vị thế thấp kém hơn. Dĩ nhiên là tôi sai, tôi đã sai khi nhầm lẫn sự không bình đẳng với sự thấp kém hơn. Mitchell, 1964, trang 28. Bất kể từ nguồn nào, những thái độ giảm giá trị trước khi bị tổn thương sẽ tác động tiêu cực lên quá trình thích nghi của đương sự. Những thái độ trước khi tổn thương đối với tật khiếm thị càng tiêu cực thì tổn thương càng nghiêm trọng và quá trình thích nghi càng khó khăn hơn. Tộc tính và chủng tộc. Khi khảo sát nhiều nhân tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến những nhận thức bên ngoài về những khuyết tật và việc thích nghi bên trong với khuyết tật, tộc tính và chủng tộc đóng một vai trò chính yếu giúp ta hiểu những người khiếm thị. Điều này đúng, bất kể đương sự đang sinh sống tại đất nước nào, một phản ứng rập khuôn đối với một người vì chủng tộc hay tộc tính của họ có thể là phản ứng tích cực hoặc tiêu cực, công khai hoặc vô thức, và bị những phản ứng dập khuôn đối với tật khiếm thị làm cho mạnh lên hay lan tỏa. Để khắc phục những thái độ dập khuôn và trở thành những người ủng hộ có hiệu quả đối với các thân chủ hay học viên, điều quan trọng là các nhà chuyên môn phải hiểu những tác động xã hội và văn hóa trong các cộng đồng của họ,
tính linh hoạt và sự tôn trọng những giá trị gia đình, những tập tục và bối cảnh lịch sử có thể đạt được bằng cách sử dụng tất cả những nguồn giúp đỡ sẵn có để hiểu được những nhóm người khác nhau trong một cộng đồng. Capbin và Gold năm 2001, Love năm 2001, Milian và Korea năm 2001 và Tapo năm 2001 đã phân tích những người Mỹ gốc Phi, những người Mỹ gốc Á, những người Mỹ gốc Latin và những người Mỹ bản địa bị khiếm thị và thấy rằng những người khiếm thị thuộc những nhóm văn hóa thiểu số có cùng phản ứng đối với sự khiếm khuyết thị giác giống như những thành viên khác của xã hội nói chung. Tuy nhiên, họ có thêm sự kỳ thị xã hội với những người bị coi là thiểu số trong nhóm thiểu số. Chẳng hạn người Mỹ gốc Phi bị bệnh bạch tạng thường bị chính những thành viên cùng nền văn hóa của mình phân biệt đối xử. Những khác biệt văn hóa giữa nhiều nhóm khác nhau xuất hiện trong phạm vi sau: cơ cấu gia đình là chế độ mẫu hệ hay chế độ phụ hệ, niềm tin về khuyết tật do sức mạnh của ác thần gây ra, dấu hiệu của số mệnh hay nghiệp chướng hoặc ơn của thượng đế nhân lành, có nhìn vào mắt hay không khi giao tiếp và những phương pháp chữa lành, thảo dược, bùa ngải để bảo vệ khỏi thần dữ hay lời cầu nguyện. Những yếu tố văn hóa khác bao gồm mức độ sử dụng lối truyền thông không lời, khoảng cách cá nhân cần thiết để thoải mái trò chuyện và sử dụng xúc giác đúng mực. Số thời gian định cư ở Mỹ có vẻ cũng ảnh hưởng đến những yếu tố văn hóa này. Trong một số nhóm, một vài bệnh về mắt thì thường gặp hơn, như bệnh võng mạc liên quan đến bệnh đái tháo đường của những người Mỹ bản địa và những người Mỹ gốc Latin, tật cận thị của những người Mỹ gốc Á và chứng thoái hóa hoàng điểm liên quan đến tuổi tác AMD của những người Mỹ da trắng. Nếu nhà chuyên môn có thể nhìn nhận tính đa dạng là điều bình thường, thì thân chủ hay học viên như là những con người đặc biệt và độc đáo, họ sẽ là những người ủng hộ hiệu quả hơn đối với các nhu cầu của thân chủ. Trí thông minh. Trí thông minh là một nhân tố khác nữa ảnh hưởng tới quá trình thích nghi. Phần lớn quá trình thích nghi đòi hỏi khả năng giải quyết nhiều vấn đề, việc hiểu mình và người khác, khả năng nhận ra vấn đề, tìm kiếm những giải pháp thay thế và bổ sung giải pháp tốt nhất đều có liên quan tới những khả năng trí tuệ cao hơn. Theo lệ thường, người càng thông minh thì càng có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Bill luôn thích giải quyết các vấn đề, đặc biệt các vấn đề toán học. Khiếm thị là một vấn đề hấp dẫn và khi anh tìm thấy giải pháp cho một số mặt khó khăn của nó, anh bắt đầu đối xử với chính mình một cách thoải mái, giống như thể giải thoát mình khỏi tật khiếm thị. IATES năm 1950, trang 65. Tuổi đời lúc bị tổn thương. Tuổi đời có tác động một phần tới tính chất nghiêm trọng của tổn thương do tật khiếm thị, dù là lúc bắt đầu bị khiếm thị hay khi đương đầu với sự kỳ thị đối với tật khiếm thị. Mỗi độ tuổi có những mối quan tâm riêng của nó. Lúc chào đời và khi còn bế ẵm thì cần phát triển những mối quan hệ tin cậy và yêu thương, phát triển thể lý và vận động. Thời thơ ấu thì cần phát triển nhận thức và xã hội, những kỹ năng vui chơi. Thời thanh thiếu niên lại tìm kiếm căn tính, sự độc lập, chuẩn bị sự nghiệp. Trong những năm làm việc thì quan tâm đến năng lực và sự xứng đáng, cần kiếm tiền để chu cấp cho bản thân và gia đình. Lúc về hưu thì cần duy trì sức khỏe trong những năm tháng già yếu, không còn ứng xử linh lợi, suy giảm khả năng trí tuệ và cảm nhận sức chịu đựng kém. Không được đi học cùng với những đứa trẻ đồng trang lứa là dấu hiệu quan trọng cho thấy tôi không giống những đứa trẻ khác. Việc tôi bị mất thị lực xem chừng không ảnh hưởng gì nhiều khi còn bé, nhưng khi trưởng thành, những phản ứng đa chiều của người khác về tật khiếm thị làm cho tôi có cảm giác tự ti. Phải mất nhiều năm sống qua nhiều trải nghiệm cuộc sống, tôi mới giải quyết được các cảm xúc của mình để xác định hướng đi mà tôi phải chọn. Vinny Tuxi, năm 1996, trang 52 và 158. Bên cạnh các nhân tố đã được kể đến, tính nghiêm trọng và thời lượng của các giai đoạn thích nghi tùy thuộc vào sự tương tác giữa sự mất thị lực ban đầu hay những tổn thương khác của tật khiếm thị với mối quan tâm và nhu cầu đặc trưng của lứa tuổi. Trẻ càng lớn, khi sự mất thị lực xảy ra, càng bị tác động tình cảm và thể chất, nên có thể sẽ cần nhiều thời gian
để thích nghi với cuộc sống khiếm thị và nó cần nhiều sự nâng đỡ của gia đình hơn. Scott và các tác giả khác, năm 1977, trang 13. Một số người lập luận rằng người bị khiếm thị từ nhỏ sẽ cảm thấy dễ sống hơn vì họ không cần học cách sống với thực trạng mới. Họ chỉ cần học cách sống với những phản ứng của người khác đối với thực trạng đó. Họ sẽ có thể kết hợp tật khiếm thị một cách hoàn toàn tự nhiên vào những nhận thức của họ về những thuộc tính cá nhân. Họ không cần thay đổi hình ảnh cơ thể hay sự tự thức. Trẻ em có sức phục hồi nhanh và linh hoạt. Chúng điều chỉnh và thích nghi với những căng thẳng của cuộc sống dễ dàng hơn người lớn. Thường thì những phản ứng của chúng về sự tổn thương có vẻ mơ hồ và hời hợt đối với người quan sát đã trưởng thành. Tôi bắt đầu khóc, không phải vì sợ bệnh viện, nhưng vì sợ phải xa cha mẹ. Tôi nhớ rằng cô thư ký của bác sĩ đã treo cánh tay của cô lên và sau vài phút tôi hỏi cánh tay của cô bị sao vậy. Nhiều năm sau đó, cô ấy thắc mắc và nhắc tôi nhớ lại sự việc hôm ấy. Cô ấy luôn miệng khen rằng tôi thật sự can đảm và độ lượng khi quan tâm đến vết thương của cô ấy. Đang lúc chính tôi có quá nhiều nỗi lo của mình, tôi thực sự đánh giá cao tình cảm của cô. Nhưng điều mà sự việc ấy thực sự thể hiện chỉ là sự chăm chú hạn hẹp và dễ sao lãng của một đứa bé 8 tuổi. Một trong những phản ứng đầu tiên của tôi khi bị khiếm thị là vui sướng. Tôi không phải đeo kính nữa. Hasman và Asbel, năm 1978, trang 25-30. Theo Lowen Field, năm 1971, những quan tâm và nhu cầu của thanh thiếu niên trở nên phức tạp hơn vì tật khiếm thị, nhất là trong những lĩnh vực tò mò giới tính, việc hẹn hò, sự quyến rũ của xe cộ và lo lắng cho tương lai. Những năm tháng của thời thanh thiếu niên đầy băn khoăn, thao thức và lo lắng càng trở nên tồi tệ hơn vì tật khiếm thị. Tuy nhiên, trừ những buổi khiêu vũ và những bài học nhảy, tôi nhìn lại thời trung học của mình như một thời trung cổ đen tối. Chẳng có gì ở trường xem ra có liên quan với tôi, mọi thứ đều xa lạ. Tôi nghĩ một phần là vì tôi phải sống chung với những bạn lớn tuổi hơn, phải xa nhà và có cảm giác như không được ai chăm sóc. Tôi cũng chắc chắn rằng một phần là vì tôi mãi khao khát kiếm tìm một sự đồng điệu nào đó giữa vòng xoáy của 5.000 học sinh. Tôi như sống trong một thế giới mờ ảo, nửa tỉnh nửa mơ, chơi vơi bồng bềnh theo thời khóa biểu, bị thua thiệt, cảm thấy cô đơn khủng khiếp mọi lúc. Thế giới này chẳng có gì an lành. Dù sao đi nữa, các bạn có lẽ đã có một thời thơ ấu tươi đẹp, có được bạn bè, được lắm vận may và rồi được tự do bước trên đường đời. Từ khi bắt đầu học cấp 3, tôi cảm thấy bận tâm ghê gớm về tương lai. Chắc chắn không một ai trong gia đình có thể khuyên bảo tôi. Resnick, năm 1975, trang 54. Tổn thương do tật khiếm thị xảy ra trong những năm làm việc gây xói mòn sự tự tin, sự cảm nhận về năng lực và phẩm giá. Thường thì người ta cho rằng không còn có thể tiếp tục nghề nghiệp của mình, gây lo lắng thêm về công ăn việc làm và sự độc lập tài chính. Tính chất khắc nghiệt và thời lượng của các giai đoạn thích nghi gia tăng khi số người phụ thuộc vào đương sự tăng. Người càng lớn tuổi càng khó thích nghi với tổn thương do tật khiếm thị. Việc học những hành vi thích nghi và kỹ năng ứng phó mới có thể làm họ nản lòng và căng thẳng, đặc biệt đối với những người có tính khắt khe và thiếu linh hoạt. Cố sức ứng phó với những tổn thương do tật khiếm thị đôi khi là một trải nghiệm đáng sợ và gây chán nản cho những người lớn tuổi khi họ cũng đang phải giải quyết những vấn đề khác như sức khỏe suy yếu, khả năng chịu đựng kém, mất dần các nguồn lực và các bạn già. Bình thường, Robbie vẫn vui vẻ, nhưng có một nỗi sợ ám ảnh đằng sau vẻ vui tươi cơ bản này của ông. Ông sợ sẽ đến ngày ông phải bỏ nơi này để trở về căn nhà nhỏ là nơi ông từng chia sẻ đời mình với người vợ mới qua đời mấy năm trước. Ông sẽ phải đi qua ngưỡng cửa thất vọng để bước vào cảnh cô đơn, mà tại đó đôi tai khốn khổ của người già chỉ còn nghe được âm thanh của sự thinh lặng. Ông sẽ không quá sợ đến thế nếu chỉ là vấn đề đôi mắt của ông, nhưng ông đã nằm bệnh viện quá lâu khiến đôi chân ông bây giờ không thể đứng vững.
Minton 1974, trang 27. Giới tính, Rosenblum năm 2001 đã nghiên cứu nhiều vấn đề mà các phụ nữ khiếm thị gặp phải. Mặc dù những trải nghiệm của họ rất khác nhau, nhưng vẫn có những yếu tố chung. Người phụ nữ khiếm thị phải đối mặt với những nhận thức xã hội vừa của phụ nữ, vừa của người khuyết tật. Hầu hết phụ nữ đều muốn mình quyến rũ, nhưng khi thị lực yếu kém, họ thường không thể đáp ứng được cái nháy mắt của anh chàng đẹp trai đi ngang qua phòng. Họ thường tự hỏi ngoại hình của mình có hấp dẫn không, có hợp mốt không. Họ khổ sở khi nghĩ mình không đủ khả năng nuôi dạy con cái và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Phụ nữ khiếm thị thường có tỷ lệ thất nghiệp cao vì có quá ít lựa chọn. Họ thường rất lo lắng cho sự an toàn dù là của bản thân hay của con cái. Các nhà chuyên môn có thể giúp những người phụ nữ khiếm thị phát triển tối đa khả năng và sự độc lập của họ và trở thành những nhân viên tích cực của cộng đồng. Rosenblum năm 2001, trang 287. Wanker và Bender năm 2001 đã nghiên cứu những vấn đề mà những người nam khiếm thị gặp phải. Hai tác giả thấy rằng những kỳ vọng được đặt lên những người đàn ông và thanh thiếu niên trong nền văn hóa tiêu biểu ngày nay có thể tác động lan tỏa trên nhận thức của họ về hình ảnh và căn tính của bản thân. Một số trẻ em nam hay đàn ông khiếm thị lấy lý do khuyết tật để giải thích sự thiếu khả năng của họ khi chơi các môn thể thao, lái xe hay có được một nghề mong muốn. Những người khiếm thị cần có những người tư vấn hay người huấn luyện. Họ không cần những người chăm sóc hay những cha mẹ hờ để dựa dẫm lẫn nhau. Họ cần có những thông tin và những chọn lựa được diễn đạt bằng ngôn ngữ rõ ràng và hữu ích của những người biết cảm thông và đáng tin cậy, tận tụy nhưng tôn trọng sự tự chủ của họ và lạc quan nhưng dựa trên những cơ sở thực tế đang diễn ra. Việc sớm nhìn nhận và tìm hiểu những vấn đề giới tính liên quan đến tình trạng khiếm thị sẽ giúp làm cho bước chuyển tiếp tới sự chấp nhận bản thân và trân quý bản thân trở nên dễ dàng hơn. Mức độ thị lực. Mức độ thị lực của một người khiếm thị có thể rất khác nhau, từ nhẹ tới nặng, từ mất một chút thị lực hay một chút thị trường, tới nhìn kém, tới còn phân biệt được sáng tối và tới khiếm thị hoàn toàn. Những người suy giảm thị lực nặng đối diện với một thực tế bất khả kháng và không thể phủ nhận, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh. Ngược lại, cũng có những trẻ em bị suy giảm thị lực nhẹ như Little. Em chỉ nhận ra điều này khi gặp khó khăn ở trường học. Vấn đề lớn nhất của tôi là làm cho các con chữ đứng yên khi tôi nhìn vào chúng. Chúng thường uốn éo và đôi khi như nhảy múa. Tôi nói với mẹ, chỉ cần chữ B và chữ D đứng yên, vấn đề sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không phải các con chữ di chuyển, bà giải thích, đó là tại mắt của con. Con bị chứng rung giật nhãn cầu, khiến mắt con khó tập trung vào một điểm lâu hơn một giây. Mẹ nói con bị gì? Tôi hốt hoảng hỏi mẹ. Con bị chứng rung giật nhãn cầu, bà lặp lại. Bà nói như thể là tôi khá thông minh. Mẹ tôi không bao giờ nói con chó con, doggy, nếu bà muốn nói con chó, dog. Cha mẹ tôi tỏ ra rất tôn trọng khi sử dụng từ ngữ và trong cách đối xử với con cái. Little năm 1987, trang 32. Mặc dù không chắc chắn hoàn toàn, nhưng có một số chứng cớ ủng hộ luận điểm cho rằng những người ở hai cực, nhẹ nhất hay nặng nhất của mức độ mất thị lực thì có sự thoải mái tâm lý trong quá trình thích nghi hơn những người suy giảm thị lực ở quãng giữa. Thật sự là trong một số điều kiện nào đó, tôi nhìn thấy, dù rất bất ngờ và không mong đợi, tùy thuộc vào độ sáng, độ tương phản và trong một tình huống đặc biệt. Nhưng trong những hoàn cảnh khác, tôi như con rơi, chẳng nhìn thấy gì cả. Chẳng có ai giải thích được điều này kể cả tôi. Tôi là ai, khiếm thị hay không khiếm thị? Tôi có cần giúp đỡ không? Có phải là lời khen không khi người ta nói anh đâu xử sự giống người khiếm thị? Hay khi nói chuyện anh vẫn nhìn vào mắt người khác mà? Hay khiếm thị nghĩa là xấu xí, là chẳng có giá trị gì? Potok năm 2003. Tôi khám phá ra rằng về một số mặt, bị khiếm thị còn dễ chịu hơn bị khiếm thị một phần.
Trong nhiều năm, tôi đã cảm thấy mình như một nạn nhân của cuộc đấu tranh giữa các giác quan. 4 giác quan còn lại của tôi dường như đang đấu tranh không ngừng với thị lực còn lại của tôi để loại bỏ nó và để bắt đầu công việc bù đắp cho sự thiếu vắng ấy. Giờ đây phần thị lực còn lại cuối cùng cũng đã mất. Cơ thể của tôi có vẻ dễ chịu. Colin Scott Winner Brenner, năm 1993, trang 298. Sau khi sử dụng bản tóm tắt những nhân tố cảm xúc của thanh thiếu niên cho 150 thanh thiếu niên ở những trường nội trú dành cho trẻ khiếm thị và số lượng tương đương tại những trường công, Bauman năm 1964 đã kết luận rằng những học sinh còn nhìn thấy được một phần thì thường tỏ ra lo lắng và thiếu tự tin hơn rất nhiều so với những học sinh bị khiếm thị hoàn toàn. Những học sinh nhìn kém có thể được diễn tả bằng những cụm từ như thích nghi kém, căng thẳng hơn, lo lắng về sức khỏe nhiều hơn, ngờ vực nhiều hơn, ít khả năng đáp ứng các yêu cầu của gia đình và trường học và thiếu tự tin. Liên quan tới những khó khăn mà trẻ nhìn kém gặp phải, Davis năm 1964 gợi ý rằng mặc dù quá trình thiết lập một ý niệm vững chắc về bản thân mất nhiều thời gian hơn trẻ sáng mắt hay trẻ khiếm thị hoàn toàn, nhưng đến lúc bắt đầu tuổi trưởng thành, phần đông nhóm này đã vạch ra được một giải pháp thỏa đáng về một sự tự thức, thực tế và thống nhất. Những người suy giảm thị lực nhẹ cần những hành vi và kỹ năng ít hơn và ít đặc trưng hơn, ít thích ứng triệt để hơn, trong khi người khiếm thị hoàn toàn cần nhiều hơn. Những người nhìn kém thường thấy mình ở trong tình trạng lấp lửng. Mặt khác, họ thường hay loại bỏ hoặc không thể hưởng lợi đầy đủ từ những hành vi và kỹ năng thay thế tiêu biểu hoặc có liên quan tới tật khiếm thị. Đồng thời, họ không thể thực hiện chức năng độc lập hoàn toàn nếu không có một sự giúp đỡ cơ bản. Tình trạng mập mờ này dẫn đến sự tự thức không rõ rệt và những tình huống lúng túng về mặt xã hội. Chúng tôi chuyển tới một khu ngầm dưới biển, khu này gọi là Foggy Snow Cairn. Đi vào một phòng chật ních người, nhiều người quen biết kể cả những người bạn tốt, rong rêu và san hô chỉ cách vài centimet khá đẹp. Cô ta ngạo mạn về chuyện gì vậy? Bạn nghe thấy không? Hay bạn chỉ nghĩ rằng mình nghe thấy? Không thể đi loanh quanh để giải thích. Cứ như thể chỉ có chuyện than vãn về những đau khổ của họ. Một phụ nữ đang làm như thế, người ta thầm thì lời cảm thông rồi lẻ đi mất. Bạn tỏa hơi ấm yêu thương lên một người đàn ông xa lạ có tóc thưa, bóng láng, y như một chiếc vồ giáng xuống một hộp đậu phộng dễ vỡ. Cả hai nụ cười đều giòn giã, một ác cảm nảy sinh. Ồ, xin lỗi, tôi cứ tưởng cô là... Rồi một loại sai lầm còn tồi tệ hơn, chỉ vì bơi quá nhiều hoặc sợ những chú cá trình giữa các khe đá. Bạn hỏi Doris ở cách đó một khoảng và đã quen biết lâu năm để xem Joe cũng có mặt ở đó không. Joe à? Cô ta sụ mặt xuống. Không những cô ta không phải là Doris mà cũng chẳng giống Doris bao nhiêu. Thậm chí họ chẳng thích nhau. Bạn mỉm cười bẽn lẽn và chuồn đi mất. Hẹn khi khác sẽ giải thích. Tất nhiên bạn sẽ chẳng giải thích cho dù kẽ nứt nhỏ xíu không biến thành một hố sâu vĩnh viễn. Clark năm 1977, trang 239-242. Người càng có cơ hội che giấu khuyết tật hay những giới hạn phát sinh từ khiếm khuyết ấy càng không rõ ràng và khó xác định, họ càng có khuynh hướng tránh tích hợp những thay đổi cần thiết vào hình ảnh cơ thể và sự tự thức của mình. Điều đáng tiếc là tình trạng nhìn kém tạo cơ hội cho họ che giấu khuyết tật để chơi trò giả vờ như thể họ nhìn thấy rõ. Xem chương 5. Sự giả vờ này được một niềm tin vô căn cứ thúc đẩy, đó là nó bị khiếm thị thì thua kém, thuộc hạng 2, không được chấp nhận. Hơn nữa, những giới hạn của nhìn kém càng không rõ ràng và khó xác định hơn, và vì thế ít được những người liên quan và công chúng hiểu rõ. Nhưng người ta chỉ thích tôi nếu tôi có thể nhìn thấy. Tất nhiên, lẽ ra tôi phải đem theo một cây gậy trắng, nhưng chắc chắn rằng tôi chẳng đem theo gì ngoại trừ cảm giác chẳng thuộc về đâu của tôi, cảm giác tôi đang chống trả như một người đập lũ ong bắp cày. Nghĩ lại quả thật điên khùng khi cố giả làm người sáng mắt.
hao tốn biết bao công sức. Kyushito năm 1988 trang 42, 67 và 103. Rice năm 1983 đưa ra mô tả về vị thế mập mờ của người nhìn kém. Nó chỉ có thể dẫn đến sự chấp nhận bản thân thấp kém. Che đậy khuyết tật không xóa bỏ được khuyết tật, nó vẫn tồn tại trong con mắt của đương sự như một rào cản khiến đương sự không được chấp nhận vào nhóm. Tổn thương xã hội của khuyết tật thúc đẩy đương sự ra sức che đậy, đồng thời vô hiệu hóa mọi nỗ lực của họ. Không chấp nhận sự thật, đương sự phải lãnh hậu quả là rơi vào vị thế mập mờ của một người đứng bên lề, không thuộc hẳn về một nhóm nào. Như một người không có tổ quốc, đương sự sẽ lang thang đi tìm để có được sự chấp nhận, nhưng sẽ không thể tìm được nó cho tới khi đương sự chấp nhận bản thân. Sự ổn định thị lực. Sự ổn định hay sự không xáo trộn của thị lực, bất kể mức độ mất thị lực nhiều hay ít, cũng là một nhân tố khác nữa ảnh hưởng đến quá trình thích nghi. Một số tình trạng thì ổn định và không thay đổi trong phần lớn cuộc đời của một người, một số thoái hóa từ từ qua nhiều tháng và có khi nhiều năm, nhưng cũng có những tình trạng dao động từ ngày này qua ngày khác và từ hoàn cảnh này qua hoàn cảnh khác. Việc không chắc chắn về thị lực thường kèm theo nỗi lo và sợ hãi, làm cho cảm xúc của họ dao động liên tục. Về sự bất ổn định của thị lực ở các bệnh nhân, Ola Girantana và Fitzgillard năm 1980 nhận định rằng đối với đa số bệnh nhân, sự mất hẳn thị lực giúp họ bớt căng thẳng và cảm thấy thoải mái sau nhiều tháng và nhiều năm thị lực bị dao động, trang 464. Nhân tố gây ngạc nhiên là tình trạng không xáo trộn của nó lại khiến tôi cảm thấy thoải mái. Mỗi khi nhìn vào bất cứ cái gì, tôi đều ý thức rằng mình không có thị lực bình thường. Nếu tôi có những ngày có thể thấy bình thường, rồi lại có những ngày không thể thấy gì cả, làm tôi không thể chịu nổi. Nhưng thực tế là thị lực của tôi suy giảm vĩnh viễn, không thể chữa trị và không thể đảo ngược. Những từ thật đáng sợ khi tôi mới nghe lần đầu tiên, nhưng bây giờ thì dễ chấp nhận rồi. Kemper năm 1977, trang 102. Người có thị lực thoái hóa dần dần có thể không trải nghiệm cảm giác bị sốc và suy sụp hay những giai đoạn khác của quá trình thích nghi cho đến khi sự mất thị lực đủ nghiêm trọng để ngăn trở việc thực hiện những sinh hoạt hàng ngày. Với mỗi mức độ mất thị lực đáng kể tiếp theo mà đòi hỏi phải có những hành vi và những kỹ năng thích ứng mới, người ta có thể quay trở lại các giai đoạn của quá trình thích nghi. Đến khi tôi vào lớp 7, thị lực của tôi bắt đầu tồi tệ và mất ổn định. Mỗi sáng, tôi thức dậy với một mức độ suy giảm thị lực mới cùng với niềm hy vọng tắt dần. Thế giới của tôi cũng nhỏ dần, y như phim khoa học giả tưởng xưa, trong đó có những người hùng bị kẹp giữa hai bức tường đang từ từ khép lại. Đôi khi tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như nó xảy ra ngay một lúc, như tiếng đóng cửa sập lại chát chúa, còn hơn là tiếng kẽo kẹt gây nhức đầu của những cánh cửa từ từ khép lại theo làn gió nhẹ. Nhưng một điều tôi biết rất rõ, so với cái thế giới nửa vời này, xem ra bị khiếm thị hoàn toàn không tồi tệ hơn hay đáng sợ hơn chút nào. Wayne Mayer năm 2001, trang 33-47. Những người bị suy giảm thị lực từ từ thường trải qua những vấn đề thích nghi tâm lý với những cường độ khác nhau và với mỗi mức độ suy giảm thị lực mới. Một người bị bệnh võng mạc tiểu đường bước vào giai đoạn đầu tiên của tình trạng đau buồn, sốc và phủ nhận, và ở lại trong giai đoạn này cho tới khi được chứng thực là khiếm thị pháp định hoặc rất gần mức đó. Với mức độ khiếm thị pháp định, thị lực của đương sự ở trong tình trạng suy giảm đủ để buộc người nào đó phải tin vào chẩn đoán, và đó là lúc khởi đầu giai đoạn đau buồn của giận dữ và suy sụp. Giratana Ola năm 1976, trang 237. Quá trình thích nghi tiếp tục thay đổi khi mức độ thị lực dao động từng ngày và theo từng tình huống. Một số cá nhân có thể thực hiện những công việc cần tới thị giác vào một số ngày hoặc vào những lúc khác nhau trong ngày hoặc với điều kiện ánh sáng cụ thể, nhưng lại không thể thực hiện cùng những công việc ấy vào lúc khác. Sự thiếu ổn định về thị lực
tạo thêm những vấn đề thích nghi khác nữa. Tôi ngạc nhiên nhận thấy rằng mình nhìn rõ hơn rất nhiều vào giờ ăn sáng, không phải hàng ngày nhưng khá thường xuyên. Với ánh sáng tốt, tuy hơi vất vả, tôi vẫn có thể đọc được vài dòng chữ trên báo in, nhưng những lúc sau đó thì ngay cả những tít lớn tôi cũng không đọc nổi. Có những hôm, tôi đột nhiên quên bẵng tình trạng này, tôi cầm tờ báo theo thói quen và đọc ngon lành như không có gì xảy ra. Rồi tôi nhớ lại và nhủ lòng phải chống lại niềm hy vọng hão huyền này. Nó là như thế rồi, không thể nào tránh được. Chiến đấu với niềm vui hão huyền của giờ ăn sáng, bạn biết đó là chuyện điên rồ. Nó sẽ chẳng đem đến cho bạn điều gì ngoài nỗi khổ đau tồi tệ hơn. Clark, năm 1977, trang 265-266. Những rắc rối khác. Một nhân tố cũng ảnh hưởng tới quá trình thích nghi là mức độ mà người khiếm thị phải cùng lúc đương đầu với những rắc rối khác, tạo thêm những tổn thương khác, làm cho quá trình thích nghi trở nên khó khăn hơn. Sự tổn thương kép này phát sinh khi hai tình huống xảy ra đồng thời, mỗi tình huống đều làm cho đương sự dễ bị tổn thương do những hành vi phân biệt đối xử hay thành kiến xã hội. Ở nhà, Steve đã được anh em và bạn bè kể về những đứa trẻ da trắng mà họ quen biết. Không lâu sau, mặc dù bản thân Steve không thể nhìn thấy màu sắc, anh đã rất ý thức về màu da và ngoài sự ngượng ngùng vì bị khiếm thị, anh cũng hơi xấu hổ vì là da đen. Bây giờ đã lớn hơn và tự tin hơn, anh có thể nói bông đùa về nó bằng một giọng cao the thé. Ô, chàng trai, bạn không chỉ là da đen bẩm sinh, bạn là da đen và mù bẩm sinh. Nhưng đó thực sự không phải là một chuyện đùa bây giờ và chắc chắn cũng không phải là một chuyện đùa lúc đó. Haskins, năm 1976, trang 26-57. Một người khiếm thị là thành viên của một nhóm chủng tộc thiểu số, một người khiếm thị có khuôn mặt biến dạng hay một người khiếm thị bị liệt tứ chi, tất cả đều có nguy cơ bị đe dọa gấp đôi. Với mỗi rắc rối cộng thêm, các giai đoạn của quá trình thích nghi càng trở nên gay go và dữ dội hơn. Một nghiên cứu của Barons năm 1971 cung cấp một số bằng chứng về những khó khăn khác của những người bị nhiều thứ rắc rối. Quá trình thích nghi của 20 người khiếm thị gặp những vấn đề về sức khỏe liên quan đến bệnh tiểu đường được đem ra so sánh với 20 người khiếm thị do viêm võng mạc sắc tố. Barong, năm 1971, phát hiện ra rằng những người khiếm thị có bệnh tiểu đường thì thụ động, chán nản, ngoan ngoãn, phục tùng và thu mình, và nhạy cảm hơn về sự bất xứng và sự dồn nén những cảm giác thù nghịch và tội lỗi. Họ thích nghi với tật khiếm thị kém hơn, mặc dù miệng họ phủ nhận những hạn chế, nhưng hành vi của họ lại cho thấy họ chưa vượt qua được những giới hạn, thường nghĩ đến cái chết và không có được trạng thái tốt về cảm xúc. Ngược lại, người ta nhận thấy những người bị viêm võng mạc sắc tố và chỉ gặp vấn đề khiếm thị thì hướng về thành đạt, năng nổ, hứng thú, hướng ngoại và cố tìm cách bù đắp. Barong cho biết họ thích nghi tốt hơn và tích cực tìm cách ứng phó với môi trường của họ. Smith Dash, năm 1975, một người mù điếc đã liệt kê một số khó khăn khác mà người mù điếc gặp phải. Mặc dù họ có nhu cầu tương tự về tình yêu, sự chấp nhận và sự quý trọng, người mù điếc thường lẻ loi và cô đơn vì bị lãng quên. Kinney, người sau này là giám đốc trường Hadley dành cho người khiếm thị, đã đi nhiều nơi, đã cảm nhận sự cô lập từ xã hội do bị mù điếc. Một nỗi cô đơn thực sự ngự trị trong căn phòng ấm cúng thoải mái đầy những người đang cười cười nói nói và cảm thấy mình bị cắt đứt hoàn toàn khỏi mọi sự thân thiện và tình bằng hữu vì bạn vừa mù lại vừa điếc và không một ai trong phòng biết cách giao tiếp với bạn. Chris, năm 1974, trang 99-100. Sự khủng hoảng căn tính của người mù điếc lại càng mơ hồ hơn vì họ không thể hòa đồng hoàn toàn với những người sáng mắt, người khiếm thị hay người khiếm thính. Về mặt giao tế, người mù điếc thuộc về nhóm người khiếm thính vì họ sử dụng cùng phương pháp giao tiếp như người khiếm thính. Nhưng về mặt kỹ thuật, họ thuộc về nhóm người khiếm thị vì họ sử dụng những công cụ
và dụng cụ hỗ trợ và nhiều phương pháp mà người khiếm thị sử dụng, Smith Desk năm 1975 trang 3. Những khuyết tật kép tạo nên những rào cản giao tiếp, gây cản trở sự tương tác và phát triển bình thường về mặt xã hội. Nhiều người mù điếc cứ coi mình là trung tâm, thậm chí còn ích kỷ vì họ chỉ quan tâm tới những thiếu thốn và nhu cầu tức thời của riêng mình. Vì nhận thức vị kỷ của họ về các nhu cầu cá nhân, họ cảm thấy khó nhận ra các vấn đề của những người mà họ tiếp xúc. Những rắc rối của tật khiếm thính cộng với tật khiếm thị không chỉ là tổng số những tác động của hai khuyết tật riêng biệt. Đúng hơn, nguy cơ kép này dẫn tới sự pha trộn và kết hợp của những rắc rối, cái này tác động lên cái kia. Có nhiều cách để cảm thấy mất mát và có nhiều cảm giác giống như bị mất mát nhưng không hoàn toàn mất mát. Cố gắng để học hành khi mình là một đứa trẻ mù điếc cũng tạo cảm giác mất mát. Phần khó nhất có lẽ là muốn học nhưng không thể nghe thấy những gì cần học, rồi không thể đọc tài liệu. Điều này dường như đúng khi ở lớp 3, lớp 10, cũng như ở đại học. Việc các gia sư giúp cô đọng kiến thức cho bạn chắc chắn không bằng bạn tự học. Petty và các tác giả khác năm 1992. Triết lý sống và những niềm tin cơ bản. Stevie Wonder, ngoài những thành công xuất sắc trong lĩnh vực âm nhạc, ông cũng đã phát triển một ý thức mạnh mẽ về những gì quan trọng trong cuộc sống. Về cơ bản, tôi vẫn là tôi. Ông nói, tôi hạnh phúc và tôi tin rằng một nghệ sĩ dù vĩ đại đến đâu vẫn nên đối xử với mọi người như nhau. Chỉ có những kẻ có đôi mắt bị hận thù che lấp và cố chấp đến độ không thể nhìn thấy ánh sáng của tình yêu và công lý mới thực sự mù. Đối với tôi thích ngắm nhìn thế giới, trái đất, chim chóc và cỏ cây. Nhưng mối quan tâm chính của tôi là sự tự biểu hiện với sự cống hiến một phần tài năng mà Thượng Đế đã ban cho tôi, âm nhạc của tôi. Haskin năm 1976 trang 111. Chắc chắn, triết lý sống, những niềm tin và giá trị cơ bản của một người, cũng như niềm tin tôn giáo, đều đóng góp vào phẩm chất của quá trình thích nghi. Cho dù quan điểm của một người khiếm thị về cuộc sống cơ bản là lạc quan hay bi quan, nó đều ảnh hưởng tới những động lực thích nghi. Một số người coi đời là một cuộc chơi và phải thắng, trong khi những người khác thấy mình là nạn nhân bất hạnh của những bi kịch trong cuộc sống. Một số người chú trọng vào những cái tiêu cực xung quanh họ, trong khi những người khác có cách để tìm ra điều tốt nhất ở người khác. Mặc dù Sander năm 1997 viết chủ yếu về những giải pháp cho xung đột, ông nhận ra giá trị của việc duy trì một cái nhìn lạc quan. Nếu bạn đối phó với các xung đột như hầu hết mọi người, bạn sẽ có xu hướng tập trung vào những đặc điểm tiêu cực của những người không đồng ý với bạn, phóng đại lỗi lầm và bỏ qua đức tính tốt. Nếu bạn muốn tìm điều gì xấu ở người khác, thường thì bạn sẽ có thể tìm thấy. Trái lại, nếu bạn muốn tìm những gì tốt đẹp, bạn cũng có thể tìm thấy, và rồi càng ngày càng tìm được nhiều điều tốt. Theo Needham và M năm 1980, nhiều người thường không đối phó hoặc thích nghi với khuyết tật của mình một cách tích cực hay hữu hiệu, sẽ có những khẳng định phi lý và tự bó hẹp niềm tin đối với tật khiếm thị. Những người thích nghi kém này duy trì những niềm tin xoay quanh những khái niệm cho rằng giá trị và sự tự trọng của người khiếm thị khác với của người sáng mắt, rằng người khiếm thị có tâm lý riêng biệt, rằng người khiếm thị có một vị trí đặc biệt trong xã hội và rằng người có tật có tài. Mặc dù những khẳng định này rõ ràng là sai lầm, nhưng đối với những ai tin vào chúng sẽ tác động đến quá trình thích nghi. Đức tin của một người vào sự tốt lành của Thượng Đế và vào ý nghĩa của những kinh nghiệm của cuộc sống, kể cả tật khiếm thị, sẽ góp phần đem lại một kết quả tích cực hơn. Như đã đề cập trong chương 7, một đức tin sống động không xuất phát từ một cuộc khủng hoảng, nhưng nó nâng đỡ người ta vượt qua khủng hoảng ấy. Là một người mù điếc, tôi nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn rất nhiều người mà tôi biết. Họ tưởng rằng họ nhìn thấy, nhưng họ như mù tịt khi nói đến sự thông hiểu. Keller năm 2000 trang 62. Nhân tố bên ngoài, vai trò của bác sĩ.
Thường thì các cá nhân nhờ bác sĩ nhãn khoa hoặc bác sĩ gia đình mà biết được họ vừa bị mất hoặc đang trong quá trình mất thị lực. Những lời trao đổi đầu tiên giữa bác sĩ và bệnh nhân có xu hướng xác lập đặc điểm của quá trình thích nghi với tật khiếm thị trong tương lai. Cho dù nhạy cảm và đầy cảm thông, bác sĩ có thể và nên thẳng thắn và chính xác. Thông điệp quan trọng nhất nên hướng về hy vọng cho một cuộc sống sung mãn, chứ không phải hy vọng phục hồi. Bác sĩ Radon đã phải thi hành một nhiệm vụ khó khăn là nói cho tôi sự thật với tư cách của một người đàn ông. Và cách ông làm thật đúng, ông nhẹ nhàng về điều đó, cho dù ngôn từ của ông thẳng thắn và thực tế, cách đối xử của ông là một kiểu mẫu tuyệt vời. Boswell năm 1969, trang 102. Trong một số trường hợp nào đó, như trong trường hợp bị mất thị lực dần dần, cần khuyến khích gia đình và bác sĩ chuẩn bị trước cho bệnh nhân để loại bỏ giai đoạn quên chính mình và không nhớ những gì chung quanh, cũng như giảm bớt tính trầm trọng của giai đoạn suy sụp vì một phần của việc than khóc đã được hoàn tất trước rồi. Blank năm 1957, trang 12. Bác sĩ nhãn khoa hay bác sĩ gia đình cần có sự hiểu biết thích hợp để giới thiệu bệnh nhân đến với các dịch vụ phục hồi chức năng và giáo dục đặc biệt trong cộng đồng của bệnh nhân. Có thể tìm được những nguồn hỗ trợ và dịch vụ quan trọng trong cộng đồng bằng cách liên hệ với một trong những nguồn sau: giám đốc hệ giáo dục đặc biệt của học khu địa phương, phòng tư vấn của Bộ Giáo dục cho người khiếm thị, hoặc văn phòng phục hồi chức năng và hướng nghiệp của bang để xin một nhân viên tư vấn nghề hoặc một giáo viên phục hồi chức năng. Đáng tiếc là một số bác sĩ nhãn khoa gặp khó khăn trong cách đối xử với bệnh nhân bị khiếm thị hoặc đang dần dần mất đi thị lực. Cả hai vị bác sĩ này đều là những người rất ít nói, rất kỹ lưỡng và đang tham gia công tác nghiên cứu. Họ chẳng bao giờ nói về những tiên lượng trường hợp của tôi. Một trong hai ông khám cho tôi rồi nói, vẫn khỏe, năm tới đến tái khám. Sperber năm 1976, trang 29. Jordan mô tả sự nghịch lý này. Khi lựa chọn ngành nhãn khoa, vị bác sĩ này đã cho thấy rõ mối quan tâm đặc biệt tới thị lực. Mối quan tâm này phải bao gồm việc duy trì thị lực, tầm quan trọng của thị lực và nhu cầu chăm sóc để bảo tồn thị lực. Vị bác sĩ này có thể coi việc bệnh nhân của ông bị mù như là một thất bại của chính ông, hay một sự suy giảm giá trị bản thân, hay một tổn thương tới danh tiếng của chính ông. Bác sĩ cảm thấy sự mù lòa là một tai họa khủng khiếp đến độ bản thân ông không thể chịu được nỗi đau khi thông báo tin đó cho bệnh nhân. Tuy nhiên, hậu quả của sự thất bại này có thể khiến bệnh nhân trực tiếp trút lên người bác sĩ tất cả sự thù địch và tức giận mà họ cảm thấy vì số phận đã bắt họ phải mù. Jordan năm 1958, trang 22. Tôi đang nói về việc bác sĩ không có khả năng chấp nhận thất bại với những con mắt không được chữa khỏi của mình. Chúng tôi là nguồn bối rối cho những người chữa trị mắt cho chúng tôi. Đó là lý do ác độc mà tôi luôn nghĩ về các bác sĩ. Họ sợ thất bại. Kemper năm 1977, trang 59. Trong lời nói đầu của cuốn sách How Does It Feel to be Blind? Khiếm thị là như thế nào? Schoonless năm 1980, tiến sĩ Sherwin Sloan, giáo sư nhãn khoa lâm sàng trường UCLA, trường Đại học California tại Los Angeles, đã viết rằng đối với các bác sĩ nhãn khoa, sự mù lòa của một bệnh nhân có thể tương đương với cái chết của một bệnh nhân của bác sĩ nội khoa. Thật vậy, mù lòa là cái chết của mắt. Đây là lý do tại sao nhiều bác sĩ nhãn khoa, kỹ thuật viên thị lực hay những nhân viên khác làm việc với bệnh nhân bị tật thị giác khó tiếp tục chăm sóc cho những bệnh nhân này khi họ bị mù. Quan điểm coi mù lòa là cái chết của mắt này chỉ duy trì một sự liên tưởng huyền thoại và tiêu cực. Nó không có tác dụng nào khác ngoài sự tiêu diệt mọi tiềm năng thích nghi tích cực của người khiếm thị. Mạng lưới hỗ trợ cá nhân. Cha mẹ tôi đã không dạy tính tự lực theo cách phức tạp nào cả. Họ chỉ dạy bằng hành động đơn giản của cuộc sống. Mẹ tôi, cha tôi và Ian lúc nào cũng cho tôi tham gia vào tất cả các công việc của gia đình, bất kể công việc gì. Tôi còn nhớ trong nhà chúng tôi không bao giờ nói đến những từ không thể. Ý tôi là,
Tôi chưa bao giờ nghe thấy nó trong những câu như chúng ta không thể làm điều gì đó vì Craig, hay Craig không thể làm được việc này việc nọ vì nó bị khiếm thị. Mark Fallon and T. Wyman, 1997, trang 79. Cha, mẹ, vợ, chồng, anh chị em và bạn bè đều là thành viên của mạng lưới hỗ trợ cá nhân của một người. Dù muốn hay không, gia đình và bạn bè cũng bị cuốn vào quá trình thích nghi của chính họ. Việc thích nghi của gia đình đã nằm sẵn trong kế hoạch phục hồi chức năng cho dù chúng ta muốn hay không. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tác động đến cách thức thích nghi. Mọi người, mọi lúc đều thực hiện cách thức thích nghi tốt nhất mà mình biết cách làm. Nó có thể không hiệu quả, vô ích hay thậm chí tự hủy hoại, nhưng đó là cái tốt nhất người đó có thể làm vào thời điểm đó. Dees Hart, năm 1964, trang 292. Cũng giống như người khiếm thị đang thích nghi với nhiều thương tổn do tật khiếm thị, những người liên quan đến đương sự cũng đang trải qua một mô hình thích nghi tương tự. Các thành viên gia đình và bạn bè cũng như bệnh nhân đều ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ thích nghi tương tự hoặc có liên quan mật thiết và sử dụng các kỹ năng ứng phó như nhau. Ít năm trước, trong khi dọn dẹp căn gác trước khi di chuyển tới một căn hộ ở thành phố New York, mẹ tôi tình cờ tìm thấy cuốn hình hồi nhỏ của tôi. Tôi tin rằng cuốn hình này diễn tả nỗi đau khổ mà cha mẹ tôi đã trải qua, vượt xa khả năng diễn tả hùng hồn của tôi. Những trang đầu tiên tràn ngập các hình ảnh thông thường của một đứa bé. Ngày tôi về nhà từ nhà bảo xanh, ngày tôi bắt đầu mọc răng. Đột nhiên, chúng tôi mở đến một trang đề ngày 23 tháng 5 năm 1945. Trong đó có viết: chúng tôi vừa từ Boston trở về nhà cùng với Harold. Con tôi bị khiếm thị. Những trang còn lại được để trống. Dòng ghi chú cuối cùng trong cuốn hình của tôi là một phát biểu đầy kịch tính, phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc rõ rệt trong cuộc sống của cha mẹ tôi, viễn cảnh của một đứa con bị khiếm thị, và cùng với viễn cảnh này là trách nhiệm và những gánh nặng khủng khiếp dường như không thể chịu nổi, đã cướp đi quá sớm tuổi trẻ, niềm vui và sự tự do của cha mẹ tôi. Grants, năm 1972, trang 27-28. Cha mẹ, sau khi biết rằng đứa con vừa sinh của họ bị khiếm thị, có thể gặp những khủng hoảng nghiêm trọng trong cuộc sống riêng của họ. Quá trình ứng phó với những khủng hoảng đó sẽ tác động đến mối quan hệ của cha mẹ với nhau và với đứa con bé bỏng đang lớn dần. Những phản ứng đầy cảm xúc của cha mẹ đối với thực trạng khiếm thị của trẻ sơ sinh có thể tác động tới mối quan hệ của họ với đứa trẻ đó, đặc biệt là khi họ bị chìm ngập trong những cảm giác có tội, tự buộc tội và lo âu. Sau khi nghiên cứu 143 thanh thiếu niên khiếm thị và cha mẹ của chúng, Summers, năm 1944, xác định 5 phản ứng của cha mẹ: chấp nhận thực tế, phủ nhận, che chở thái quá của mẹ, cự tuyệt ngấm ngầm và cự tuyệt công khai. Eisenstadt, năm 1955, cho rằng cha mẹ, trong khi thích nghi với thực trạng khiếm thị và đứa con khiếm thị, phải trải qua một quá trình động có đặc trưng là những giai đoạn sau đây. 1. Choáng váng và đau buồn, trong đó có một cảm giác mãnh liệt về sự thất bại, đau khổ, hoài nghi. 2. Hoang mang và bất lực, trong đó có sự thất vọng thường dẫn đến một câu hỏi thực tế: chúng ta phải làm gì đây? 3. Sợ hãi do thông tin không đầy đủ và những khẳng định mơ hồ với mục đích trấn an. Và 4. Sự căng thẳng do lo lắng về tương lai của đứa trẻ. Wanky, năm 1991, mô tả 4 mẫu đáp ứng mà gia đình có thể có. Gia đình có sự cân bằng tốt nhờ khả năng thấu cảm, hỗ trợ, linh hoạt và khả năng tiếp thu và sử dụng thông tin mới. Trong gia đình đang chết điếng, các thành viên dường như bị sốc, chìm ngập trong lo âu và không thể tự giúp mình hoặc giúp nhau một cách hiệu quả trong việc làm chủ các công việc thích nghi và điều chỉnh. Một gia đình bảo vệ thái quá sẽ ra sức che chở và bảo vệ thành viên khiếm thị. Những gia đình này có nét nổi bật là lo làm mọi việc thay cho các thành viên khiếm thị thay vì giúp họ tự làm. Trong khi gia đình không rõ lập trường, có một sự lưỡng lự giữa sự bảo vệ và sự hỗ trợ thái quá và bất cập,
đánh giá quá cao hoặc quá thấp các khả năng và tác động của sự mất thị giác đối với hoạt động hàng ngày. Tôi cũng sắp sửa bị mù và chẳng có thể làm gì để cứu vãn tình thế. Khi đối mặt với nỗi đau buồn này, mỗi người chúng tôi, cha, mẹ, anh trai và tôi đều bưng bít vết thương lòng. Cha mẹ làm việc vất vả để đảm bảo rằng anh tôi và tôi có được sự giáo dục tốt nhất. Tôi làm việc chăm chỉ để thuyết phục bố mẹ rằng tôi thực sự vẫn bình thường. Họ vờ bảo tôi rằng mọi thứ vẫn ổn, trong khi tin rằng không phải như vậy. Đáp lại, tôi cũng giả vờ luôn. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ nỗi đau và không bao giờ có thể an ủi nhau. Tôi tin rằng càng lớn lên, tôi sẽ càng được chấp nhận như một người đóng góp cho gia đình. Mặc dù không phải là một người sáng mắt, nhưng vẫn là một thành viên có giá trị của gia đình. Hầu như chúng tôi không nói gì về đôi mắt cả. Pam Porin, năm 1998, trang 99, 102 và 108. Cowen và các tác giả khác năm 1961 thấy có một mối liên hệ chặt chẽ giữa sự hiểu biết của người mẹ và sự thích nghi của người con khiếm thị. Bằng cách áp dụng khái quát những nguyên tắc này cho các thành viên khác trong gia đình, có thể nói rằng sự hiểu biết, sự chấp nhận và sự tôn trọng từ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em hoặc bạn bè thân thiết là những yếu tố sẽ góp phần rất lớn vào sự thích nghi lành mạnh và sự trân quý bản thân tích cực của một người. Sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè có thể được thể hiện theo một số cách như minh họa dưới đây của cha mẹ của Don qua sự chân tình, khích lệ và kiên quyết hỗ trợ. Nhìn con mình đơn độc lẻ loi, khát khao tình bạn và bị phân biệt đối xử là một điều khó chịu đựng nổi. Điều đó đã kích động chúng tôi giúp Don. Chúng tôi xác định cháu cần phải có một nền giáo dục tốt, cháu phải học cách thao tác trong nơi làm việc, cháu phải có được những cơ hội tiếp xúc với văn hóa, sống trong một xã hội tự do và được đào tạo khai phóng. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu đầy đủ. Chúng tôi thách đố sự ngu dốt, thành kiến và lẽ khôn ngoan thông thường. Những nỗ lực đó đã được đền đáp bằng những thay đổi cụ thể tốt hơn, không chỉ cho Don mà còn cho các trẻ khuyết tật khác. Betty và các tác giả khác năm 1992, trang 4. Vì những ý hướng tốt lành, các thành viên của mạng lưới hỗ trợ thường bị cám dỗ và dẫn đến việc hỗ trợ thái quá. Iates đã khôn ngoan nhận ra rằng sự hỗ trợ hiệu quả nhất chính là để cho người chồng khiếm thị của cô tự hoàn thành các công việc và chỉ hỗ trợ khi cần mà thôi. Nhu cầu đầu tiên của Bill là phải có được sự tự tin. Anh đã phần nào đạt được điều này khi anh biết cách tự mình đi lại trong môi trường quen thuộc, làm những điều từ lâu anh đã làm. Tôi thường chìa tay ra để che chở anh, thay anh vác lấy những gánh nặng mà bình thường anh phải mang. Nhưng tôi đã học biết cách để cho anh tự mình làm các việc. Tôi kìm tay mình lại cho đến khi anh yêu cầu giúp đỡ. Iates, năm 1960, trang 65. Điều đáng tiếc là những thái độ tiêu cực và những mối quan tâm khinh thường của các thành viên gia đình và bạn bè có thể được truyền đi một cách ý thức hay vô thức. Sự tăng thêm lo lắng về tình trạng khiếm thị nơi các thành viên của mạng lưới hỗ trợ có xu hướng làm tăng mức độ lo lắng ở người khiếm thị. Ý nghĩa được gán cho tật khiếm thị sẽ xác định mức độ nghiêm trọng của sự tổn thương mà các thành viên của mạng lưới hỗ trợ phải gánh chịu. Và rồi tổn thương đó lại ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của tổn thương mà người khiếm thị phải gánh chịu. Các thành viên của mạng lưới hỗ trợ cũng có thể trải qua các giai đoạn tương tự của quá trình thích nghi được mô tả trong hai chương trước. Cũng giống như quá trình thích nghi của người khiếm thị, cha mẹ hoặc vợ chồng có thể trải qua một số những giai đoạn này mà không đạt được đến sự chấp nhận. Quá trình thích nghi của các thành viên trong mạng lưới hỗ trợ có thể uyển chuyển y như của người khiếm thị khi họ đáp ứng lại những tổn thương mới hoặc những khoảnh khắc đổ vỡ của riêng họ. Các đặc điểm được mô tả trước đây như những nhân tố bên trong người khiếm thị có thể được xem xét lại như những nhân tố bổ sung bên trong bản thân các thành viên của mạng lưới hỗ trợ. Nhân cách, những kinh nghiệm ứng phó trước đây, những thái độ trước kia đối với tật khiếm thị, trí thông minh, tuổi tác và triết lý sống mà các thành viên của mạng lưới hỗ trợ mang lại cho sự tổn thương cũng ảnh hưởng đến phẩm chất của quá trình thích nghi.
các thành viên của mạng lưới hỗ trợ phải học cách duy trì một sự cân bằng thích hợp với những trách nhiệm khác của họ và tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ với mạng lưới hỗ trợ của chính họ. Khi một người khiếm thị được đưa vào một nhóm người liên quan, người khiếm thị đó có thể cần đến một lượng thời gian và nỗ lực quá lớn cho một số hoạt động và trong một số giai đoạn tăng trưởng nào đó. Một trong những bí quyết để duy trì sức khỏe tâm thần tốt là đạt được một sự cân bằng thích hợp về nỗ lực và thời gian trong những trách nhiệm khác nhau. Cha mẹ không được bỏ qua những nhu cầu của những người con khác trong gia đình trong khi cố gắng giúp người con bị bệnh. Tất nhiên, một cách nào đó, Elizabeth được coi là đặc biệt. Tôi phải dành nhiều thời gian hơn, lên kế hoạch một cách ý thức hơn cho cháu và dạy dỗ cháu. Tuy nhiên, một trong những điều quan trọng mà cháu phải học là hòa nhập với gia đình và hiểu rằng xung quanh cháu còn có những thành viên khác cũng có những ước muốn và quyền lợi của họ. Ulrich, năm 1972, trang 45. Phản ứng của các thành viên của mạng lưới hỗ trợ đối với tổn thương của người khiếm thị có thể biến thiên từ thái độ hỗ trợ và hiểu biết tới thái độ khó chịu và né tránh. Những phản ứng của những người liên quan này sẽ ảnh hưởng đến cách phản ứng của những người khiếm thị đối với sự tổn thương. Tùy thuộc vào phản ứng của người khác, có thể cần có sự thay đổi các thành phần quan trọng của mạng lưới hỗ trợ. Những người liên quan này có thể phản ứng với tổn thương của người khiếm thị theo một trong những cách sau đây. 1. Sẵn sàng xử lý những thay đổi về giá trị và phát triển những hành vi ứng phó cùng với người đang gặp khủng hoảng. 2. Nhìn nhận một số thay đổi là không thể tránh khỏi, nhưng vì từ chối hay không muốn giúp đỡ trong quá trình thay đổi, có xu hướng tránh né cho đến khi những sự thay đổi đã hoàn tất. 3. Từ chối nhìn nhận rằng quá trình thích nghi đòi hỏi thời gian dẫn đến sự không khoan dung được biểu hiện qua những đòi hỏi không thực tế hoặc những đánh giá không công bằng. 4. Mong đợi rằng không có gì thay đổi, do đó vẫn tiếp tục sử dụng các giá trị và hành vi cũ. Nguồn và dịch vụ hỗ trợ. Những nguồn hỗ trợ chuyên nghiệp và những dịch vụ chuyên môn đúng lúc và phù hợp sẽ tạo điều kiện cho quá trình thích nghi của một người. Nếu không có những nguồn hỗ trợ và những dịch vụ này, cường độ và thời lượng của các giai đoạn thích nghi sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Rousselem năm 1972 chỉ ra rằng, nếu không có sự can thiệp sớm của các nhà chuyên môn, những người mới bị khiếm thị có thể chững lại ở một trong những giai đoạn thích nghi, do đó làm chậm sự phục hồi chức năng nghề nghiệp và cá nhân. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách tái lập tiềm năng kiếm tiền trong sự tự đánh giá về nghề nghiệp vẫn còn phụ thuộc các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp, các nhà chuyên môn có thể bảo toàn sự tự trọng. Để kịp thời và phù hợp, những nguồn hỗ trợ và dịch vụ phải có sẵn và được biết đến thông qua một hệ thống giới thiệu có hiệu quả. Trong trích đoạn thứ nhất, sự thiếu nguồn hỗ trợ và dịch vụ chuyên môn đã đe dọa tăng trưởng và phát triển bình thường, trong khi trong trích đoạn thứ hai, chúng ta đã mang lại một cảm giác an toàn và sự trân quý bản thân cao. Tôi đã từng đến thăm một thiếu niên bị tai nạn do chất nổ. Cậu bị hỏng một mắt và mắt kia bị thương nặng. Cả cậu lẫn cha mẹ đã chẳng cậy nhờ vào sự hỗ trợ của một cố vấn phục hồi chức năng hay của bất cứ ai quen làm việc cho người khiếm thị. Gia đình đã giữ tôi ở lại ăn tối, nhưng cậu ta lại ăn một mình trong bếp. Trong khi tham gia WFB, cậu đã biết cách ăn uống rất khéo léo và cuối cùng đã trở nên giỏi giao tiếp. Vrice năm 1980, trang 379. Cha mẹ tôi đã mang đến trường một máy đánh chữ to cành. Ngày ngày, tôi học từ từ đánh máy theo kỹ thuật 10 ngón. Cô Standorin đã rất kiên nhẫn với tôi. Lần đầu tiên kể từ khi được phẫu thuật, tôi lại cảm thấy mình là một phần của cộng đồng người sáng mắt. Grants năm 1972, trang 97. Đôi khi, việc theo đuổi những nguồn hỗ trợ và những dịch vụ chuyên môn một cách miễn cưỡng có thể bắt nguồn từ quan niệm sai lầm cho rằng giáo dục đặc biệt và những dịch vụ phục hồi chức năng là một hình thức phúc lợi hay từ thiện. Quan điểm thâm căn cố đế của văn hóa phương Tây rằng các cá nhân phải tự giải quyết các vấn đề của riêng mình và chứng tỏ tính tự lập của mình có thể làm cho quá trình thích nghi kéo dài một cách không cần thiết. Khi tôi rời Đốt Tông, nơi ấy đã cho tôi cảm giác chan chứa hy vọng và can đảm của bản giao hưởng của Tchaikovsky. Nó đã mất đi cảm giác lạnh lùng, cảm giác mà giờ đây tôi nhận ra
là không liên quan gì tới các tòa nhà, nó hoàn toàn do những cảm giác về sự bất xứng của mình. Qua tính chuyên nghiệp và tình yêu thương thật sự, nơi này đã đem lại cho tôi những gì tôi không thể mang lại cho bản thân mình. Chấp nhận rằng hôm nay mọi sự đều đúng như bản chất của chúng. Tôi bị khiếm thị và tình trạng này thuộc về tôi cho đến ngày tôi chết. Bay năm 2002, trang 170. Nguyên tắc về những nguồn hỗ trợ và dịch vụ kịp thời và phù hợp được áp dụng đồng đều cho các thành viên của mạng lưới hỗ trợ. Một phụ huynh đã biểu lộ sự cảm kích chân thành đối với sự hỗ trợ và khích lệ anh đã nhận được từ các nhà chuyên môn. Một số người tỏ ra khinh thường hoặc chỉ trích các chuyên gia, chúng tôi thì không, họ là một trong những nguồn lực quý giá của chúng tôi. Ở đây, chúng tôi thật may mắn vì các chuyên gia của chúng tôi là những con người nhiệt tình và vô cùng hữu ích. Ulrich năm 1972, trang 93. Những hình mẫu. Có hai kiểu hình mẫu cần xem xét. Những người khiếm thị có thể được hưởng lợi từ những hình mẫu thích hợp của bạn bè đồng trang lứa sáng mắt của họ, liên quan tới sự rèn luyện hiện tại về ngôn ngữ, cử chỉ, ngoại hình và ăn mặc. Họ cũng cần phải quan sát những người khiếm thị khác có khả năng làm mẫu những hành vi và thái độ ứng phó lành mạnh. Jake Maxwell là một nhân viên của ông G.C. Wood, một doanh nhân và nghị sĩ thành đạt. Jake Maxwell vẫn thường kể về lúc một người bạn kinh doanh ở Chicago đến và nói với anh: "Tôi biết rằng ông G.C. Wood bị khiếm thị, con trai của tôi vừa đâm xe vào cột điện. Khi thức dậy, nó sẽ biết rằng nó bị khiếm thị. Anh có nghĩ rằng Wish sẽ nói chuyện với nó qua điện thoại không? Tôi không thể làm điều đó qua điện thoại." Jim GC cho biết. Vì vậy, ông đáp máy bay đến Chicago và ngồi xuống nói chuyện với cậu bé trong phòng bệnh. Freeman 1994, trang 101. Mối quan tâm của các thành viên của nhóm hỗ trợ là làm sao có thêm những người khiếm thị trong cộng đồng để làm những hình mẫu. Vì người khiếm thị chỉ là thiểu số, nhiều người trong số họ cảm thấy đang đơn độc và khác thường trong cuộc đấu tranh để thích nghi. Những hình mẫu không chỉ mang lại tình bạn thân thiết mà còn là cơ hội để trao đổi ý tưởng và cảm xúc, để thử thách những thái độ và niềm tin đáng ngờ vực, để giải quyết vấn đề và để bắt chước cách cư xử. Khi Pay bị khiếm thị, lúc đã ở tuổi trưởng thành, ông nhớ lại thời thơ ấu của ông ở Iceland và tính cách mạnh mẽ của bà dì khiếm thị người Iceland của ông. "Tôi tự hỏi không biết dì Lynn sẽ nói gì nếu nhìn thấy tôi ngày hôm nay. Tôi nghĩ dì ấy sẽ bắt tay tôi rồi bảo tôi quỳ gối và cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi món quà là khả năng nhìn thấy. Bây giờ tôi nhận ra rằng dì Ly mặc dù không được cung cấp một sự hỗ trợ chuyên môn nào giống như tôi nhận được hôm nay, đã giải mã được ý nghĩa thực sự của từ chấp nhận. Dì là một người phụ nữ luôn ôn hòa với bản thân và với môi trường xung quanh. Dì cũng như tôi ngày nay hiểu ý nghĩa sâu sắc của câu mọi sự hôm nay thì đúng y như bản chất thật của chúng. Có một cảm giác an bình tuyệt vời khi có thể chấp nhận sự thật này ở mức độ sâu xa nhất của tâm hồn. Nhưng nó đòi hỏi sự dũng cảm của lòng khiêm nhường, đích thực." Bay năm 2002, trang 205. Những hình mẫu có thể là người đồng trang lứa hoặc lớn tuổi hơn, có thể là những người không chuyên môn hoặc là các chuyên gia, có thể là những người đang sống bằng xương bằng thịt hay những nhân vật trong sách vở. Phốc nhận được sức mạnh và cảm hứng từ những người bạn khiếm thị ông đã gặp ở trung tâm phục hồi chức năng. "Bước tiến lớn thứ hai trong việc xây dựng tinh thần của tôi là được gặp các học viên khiếm thị khác. Thái độ của họ đối với cuộc sống và sự thoải mái của họ khi giải quyết những vấn đề của cuộc sống đã giúp tôi rất nhiều." Đây là bằng chứng sống nói lên rằng khiếm thị không phải là một tật nguyền không thể khắc phục. Họ đã làm cho tật khiếm thị dường như trở thành một điều tự nhiên. Chắc chắn nếu họ đã có thể tìm được hạnh phúc và thành công, tôi cũng có thể làm được y như họ. Phốc năm 1946, trang 185-188. Trong khi một hình mẫu tốt và tích cực có thể giúp nâng cao quá trình thích nghi, thì những cuộc gặp với những hình mẫu xấu có thể gây phương hại đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng tâm lý, đến sự chấp nhận bản thân và trân quý bản thân.
Việc làm. Tôi đã có thể phát triển một nghề vừa ý. Tôi muốn khuyên bất kỳ ai bị khiếm thị muốn đi vào ngành nghề này, hãy nhận ra rằng cần phải hiểu biết về tất cả các dạng thiết bị hỗ trợ và phục hồi chức năng hiện có. Tuy nhiên, trên hết vẫn tùy thuộc mỗi cá nhân và mức độ nỗ lực của người đó. Bạn phải thực hiện theo cách riêng của bạn. Atmore 1990 trang 261. Mức độ mà một người khiếm thị đạt được hoặc lấy lại được vị thế bình đẳng với những bạn đồng trang lứa có những năng lực tương tự là mức độ mà họ có thể chấp nhận bản thân và trân quý bản thân. Tình trạng không có việc làm kéo dài có thể làm tăng thêm và kéo dài những phản ứng suy sụp và vì thế làm tăng cảm giác vô dụng và vô tích sự mà nhiều người khiếm thị trải qua. Jerusalem năm 1972 trang 22. Rõ ràng, việc làm là một con đường dẫn tới độc lập về tài chính. Qua sự độc lập về tài chính, người ta có thể tăng thêm cảm giác có năng lực và có giá trị. Những người khiếm thị nào làm những công việc dưới mức khả năng của mình, chấp nhận làm những công việc dưới trình độ kỹ năng và đào tạo của mình sẽ thấy mình ở trong tình trạng khó xử nghiêm trọng. Họ mong muốn sự độc lập về tài chính đi kèm với việc làm. Tuy nhiên, sự trân quý bản thân và chấp nhận bản thân của họ có thể bị tổn thương do làm những công việc dưới mức khả năng. Công việc này đã mang lại cho tôi hương vị đầu tiên về độc lập tài chính. Cùng với nó, tôi đã đi đây đi đó nhiều hơn, nhưng đó là một hoạt động hoàn toàn bế tắc. Công việc đó đã cất đi khỏi tôi biết bao nhàm chán và tuyệt vọng. Nhưng tôi biết rằng một sự phấn khích ban đầu qua đi, tôi sẽ mãi mãi không hạnh phúc ở nơi đây và tôi lại phải tiếp tục tìm kiếm một công việc phù hợp. Edwards năm 1962 trang 31. Đối với những người lớn mới bị khiếm thị, thời gian trì hoãn trước khi trở lại làm việc có thể kéo dài để có thời gian tích lũy những hành vi thích nghi và kỹ năng ứng phó cần thiết. Trong một số trường hợp, có những người cần phải đào tạo lại để làm công việc mới. Trong những trường hợp khác, chỉ cần có những hành vi thích nghi và kỹ năng mới cũng đủ để trở lại nghề cũ. Haran, ngay sau khi mất thị lực, nghi ngờ không biết mình có thể trở lại nghề nghiệp cũ hay không, cho đến khi người giám sát của anh đã thuyết phục anh điều ngược lại. Khi tôi bị mất thị lực, việc giữ lại làm việc là mối quan tâm lớn của tôi. Tôi tự nhủ, thôi, bỏ nghề cũ đi, một chuyên viên hô hấp trị liệu bị khiếm thị sẽ làm được gì? Tôi đã lo lắng rất nhiều và không biết liệu có thể làm việc trở lại được không. Khi tôi về nhà sau 30 tuần kéo tạ cho khúc xương đùi bị gãy, giám đốc khoa trị liệu của tôi bắt đầu đề cập đến chuyện tôi trở lại làm việc. Thậm chí, ông không nói gì đến khả năng tôi không thể trở lại làm việc và tin rằng tôi có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người giám sát tốt. Việc tôi hoàn thành bằng cử nhân cũng có lợi và điều đó không làm lãng phí nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn của tôi. Atmore năm 1990 trang 13. Trong bài phê bình các nghiên cứu về những kỹ năng cần thiết để thành công trong công việc, The Mario năm 1992 kết luận rằng các chủ doanh nghiệp đánh giá cao sự thông thạo những kỹ năng tổng quát chứ không phải là những kỹ năng đặc thù liên quan tới công việc. Những năng lực cần thiết cho việc làm thành công bao gồm những thói quen làm việc tốt, đáng tin cậy, hoàn thành một nhiệm vụ và có thái độ làm việc tích cực, những kỹ năng cá nhân xã hội, hòa hợp với người khác, kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng cơ bản về đọc viết và tính toán. Những người khiếm thị nào đã phấn đấu vượt qua quá trình thích nghi thường bộc lộ những năng lực này. Hagi Moser năm 1996 đã sử dụng bảng liệt kê tính cách đa giai đoạn của Minnesota để nghiên cứu 109 người khiếm thị trưởng thành và ông đã tường trình rằng nhân tố dự báo quan trọng cho khả năng được tuyển dụng là những nhân tố liên quan đến giáo dục, sự giận dữ, hoài nghi, ám ảnh và những vấn đề gia đình. Ông chủ mới của Wayne Mayer nhận ra rằng năng lực của người nộp đơn xin việc thì quan trọng hơn là chỉ có những lời nói. Tôi đã hỏi anh liệu anh có cần tôi giúp đưa tới cửa tiền sảnh không? Nhưng anh đã trả lời là không. Tôi đã đi theo vì nghĩ rằng anh vẫn có thể cần sự giúp đỡ. Nhưng anh và chú chó đã tìm thấy cánh cửa một cách tuyệt vời. Thậm chí Wirat còn dí mũi của nó vào tay nắm cửa. Việc anh băng qua cái mê cung kia và tìm ra cái cửa
là điều thực tế đối với tôi hơn bất cứ lời nói nào của anh. Đó chính là lúc tôi biết anh có thể làm công việc đó. Wilhelm Meyer, năm 2001, trang 134. Tóm tắt, chương này đã xác định một số nhân tố tác động tích cực hay tiêu cực tới quá trình thích nghi. Người khiếm thị mang một nhóm đặc điểm vào quá trình thích nghi của mình và chúng trở thành những nhân tố quyết định quan trọng. Một vài biến số này bao gồm cá tính, kinh nghiệm ứng phó, thái độ trước kia đối với tật khiếm thị, tộc tính và chủng tộc, trí thông minh, tuổi tác, giới tính mức độ và sự ổn định của thị lực, những rắc rối có thêm và niềm tin triết học. Những nhân tố quyết định quan trọng khác được những nhân tố bên ngoài đối với người khiếm thị xác định, chẳng hạn như vai trò của bác sĩ nhãn khoa, mạng lưới hỗ trợ cá nhân, những nguồn hỗ trợ và các dịch vụ, những hình mẫu và việc làm. Học cách tận dụng tối đa các biến số này sẽ mang lại cơ hội tối đa cho sự trân quý bản thân của người khiếm thị. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Để thường xuyên cập nhật các chương trình giới thiệu sách và nghe sách nói, xin mời bạn đăng ký kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.